rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, hello everybody, welcome to HealthVKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta đến với con game là Võ Lâm Truyền Kỳ ha, Mobi. Thì đây là một bản update mới của nó nha. Đó, cái bàn này có nữ nhìn đẹp ha. Rồi tất cả giao diện đồ nó cũng update, cũng lên bản mới rồi nên và có một phái mới luôn nha, Long Tước đó. Chắc là chữ Long là trong là rồng ha, Tước có nghĩa là khổng tước ha. Ủa mà đâu được, đây có hai lát nhân vật ha, nam và nữ luôn, khổng tước đó. Nữ nhìn mặt buồn quá, làm như ăn hết củ của nó vậy. Rồi ok đó, Long Tước. Mà con game này phải nói là nay nó nặng lắm rồi nha anh em, nó lên tới 1GB 9 ha, tải về là 1GB 8, 1GB 9 á, mà cài xong là nó lên chắc cũng khoảng 2GB mấy á, mà anh em còn phải cập nhật thêm 400 MB nữa ha, là tổng cộng nó là 500 mấy nữa, là chắc cũng lên 3GB mấy rồi đó, 3GB gửi rồi đó. Chắc một thời gian nữa anh em chơi là nó lên khoảng 4GB á, hơn á. Nên anh em nào có ý định chơi thì suy nghĩ lại ha. Thì đây là một server mà có được cái phái mới ha. Nên là nó không có free gì nhiều nha anh em. Server này là không có siêu nhân này nọ nha. Server này là đâu rồi, phi cái giống gì đâu rồi, lâu lắm rồi Heo mới vào lại game này hả, lâu lâu vô cũng thấy nhớ ghê anh em. Rồi vô game là không có gì luôn nha anh em, đó nó chỉ cho chúng ta là dạ minh châu nè, rượu nè, rồi lệnh bài với 20 vạn vàng nè, nó ra được là 2, 4 mà vậy, 2, 4, 6 10 triệu ha. Đầu game là 10 triệu rồi. Đó, bây giờ là anh em chạy nhiệm vụ 9 tiếng ha. Đó. Bỏ qua. Đó, chạy nhiệm vụ là lên level nha anh em. Level rồi nó cho chúng ta thêm vàng rồi kim cương này nọ nhiều lắm nha. Kiếm hiệp nữa nè, đó, cho luôn kiếm hiệp. Rồi lên level 59. Ở đây là cái rương gì đây, rương vũ khí bổ mạng XX nè ha. Rồi. Rồi cái này là chắc là đó, đồng hành ha. Đồng hành XX với một đá hồn. Đây, cái này là cẩm nang giang hồ ha. Ở đây là nó cho chúng ta thêm là vũ khí hiếm nè ha. Đó. Đây, ở đây là chúng ta có đồng hành, chọn đồng hành. Ủa mà ở đây có nè, nó cho wow, Trương Tam Phong nè, đó. Oh my god, cái kỳ tài luôn. Trời ơi, số xong nhỏ như vậy. Đây, Đạt Ma nữa ha. 4S đó, đủ phòng kỳ tài nữa. Mà nó ra mà 4 dòng đỏ nó là ngon. Ủa sao kỳ tài không vậy ta? Lúc đầu thì còn tưởng là à, chắc là mình may mắn á anh em, tại vì nó ra không có ra mấy cái kia nữa kìa. Trời má, tưởng đâu là nó ấy, ai ngờ. Hên, tiếp tục ha. Chạy nhiệm vụ. Cứ nhiệm vụ là nó cho chúng ta là kinh nghiệm rồi này nọ nhiều lắm nha anh em. Đó, cho tiếp đồ nè, đó. Đồ và kim nguyên bảo nha. Anh em cứ chạy nhiệm vụ 9 tiếng nha là nó sẽ cho đó. Đồ hiếm này nọ có hết nha. Còn server này nói không với siêu nhân nha. Đó.
thông với siêu nhân đó. Đi nào, sức đù có một vòng hoàng mỹ rồi hả, hơi tiếc ha. Trời ơi, kỳ tài như cái quần què thôi vậy. Ở đây ngon, được một cái kỹ năng quần thể kim cang nè ha. Được, được, có một cái cũng được. Phá hiên nguyệt. Còn ở đây có quần thể minh quân nè. Được, cũng được một cái ngon ha. Tuy là không được ngon hết nhưng mà như đó là cũng ngon rồi. Ở đây cũng được một cái quần thể minh vương nữa nè. Có con tần thủy hoàng là tào lao ha. Mẹo có cái kỹ năng gì ngon hết. Khá lâu rồi mới quay lại ha. Nhưng mà lần này là không phải là giới thiệu cho anh em một server siêu nhân hay gì hết nha. Mà kỳ này là giới thiệu cho anh em là một server. Cái điện mè nó. Kỳ này là giới thiệu cho anh em một server là mới, có nhân vật mới ha. Anh em nào muốn test thì vào test. Tại vì cũng trên kênh của Heo cũng có khá nhiều anh em mà chơi kịp thế rồi ha. Lộng Võ Lâm Mobi ha. Đó, đó, quần thể đó, đó. Quần thể kim cang. Đây, bỏ kỹ năng đồ vô đánh rồi chứ. Vài hôm nữa thì sẽ kiếm một server siêu nhân cho anh em chơi nha. Thì kênh của Heo thì chắc là anh em chẳng anh em nào mà chơi game này nhiều đâu. Lâu lâu rồi đía qua vậy thôi chứ. À đây còn một cái nữa ha. Rồi trong khi đó là anh em chạy nhiệm vụ là nó sẽ có. Đây là server mới ha. Và ở đây nữa nè. Khoan từ từ. Là anh em được phi nữa nha anh em. Đâu mất mẹ nó rồi. Cái chỗ phúc lợi nạp. Hoạt động phúc lợi. Phúc lợi. Đây. Ở hay gì thế này. Là ở trên tài khoản web của anh em ha, là sẽ có được là 60, là có 1 triệu nha. Là anh em có thể mua được mấy cái gói này ha. Anh em lựa cái gói nào mà mình thích thì mình mua ha. Vì anh em có 1 triệu ha, 1 triệu Việt Nam đồng. Đây là quà 30 ngày, mỗi ngày nhận được 20.000 vàng. Ok. Rồi ở đây là có mấy cái gói nè, cũng khá nhiều nè, 400 vạn này kia nè. Đó là anh em suy nghĩ cho kỹ nha. Mình là có được là 1 triệu. Đó là suy nghĩ. Đây là mua cái gói này là đầu tiên nè. Cấp 65 mới mua được đậu phòng con cóc. Thì mua gói này tốn 100 nè. Mua được không? Không tìm thấy gói này. À giờ là chắc mua mấy cái gói này thôi anh em ơi. Để thử coi. Nè mua cái gói gói này 1 triệu nè. 1 triệu nè, mua luôn gói này nha. Đây 1 triệu Việt Nam đồng nè. Đó, mua được ha. Tiếp tục mua mấy gói kia là hết được rồi. Đó, hết rồi ha. Chúng ta chỉ có 1 triệu thôi. Anh em suy nghĩ kỹ trước khi mua ha. Đó. Lâu rồi cũng không xài mấy cái này. Đây là đồ phổ bạch kim nè ha. Đó. Gì nó vậy? Hệ thống hình toán 10 lần. Hoạt động. Đây, hoạt động cũng ra khá nhiều đồ nha anh em.
Đó, nó gan ngân sức nè, kim nguyên bảo nè, rồi chân khí và ai xếp ha. Còn ở đây thì đó, nó có ra chúng ta là kim nguyên bảo nè, ngân sức nè. Server này thì không phải server siêu nhân nên nó không có phi gì nhiều nha. Được cái là có nhân vật mới ha. Anh em nào thích chơi nhân vật mới thì có thể vào chơi test thử. Rồi dùng thử xem. Nâng lên, nâng lên. Ôm là cái kỷ niệm hồi đó ha. Cái kỷ niệm mà hồi đó em nhớ là chơi mấy cái này rất là vui luôn. Ê vô kỳ chân cát có gì không ta? Ủa, hồi nãy giờ không có gì luôn mà lên kim nguyên bảo cũng khá là nhiều nè. Như bài bán hết trong kim nguyên bảo luôn nè. Đây có bạc nè, điểm cống hiến nè, và chân khí nè, đồ cũng ngon. Bán luôn trong shop hả? Đây là A-Ship. Cái gì vậy? Vũ khí bổn mạng của quỷ cốc tử. À, vũ khí bổn mạng. Đồ, đá hồn bán trong này luôn ta. Bán bằng kim nguyên bảo luôn. Oh my god. Ngon, ngon rồi, ngon rồi. Đi xem tất cả nó có gì không. Ồ, tất cả bán bằng đây, ngân sức hả? Ok. Bên này không có gì ha. Cửa hàng ngân sức. Đây, cửa hàng ngân sức là bán ngoại trang này nọ ha. Đó, danh vọng này nọ. Rồi, ok, đi vô đây mua mấy cái này cái. VIP 18 là phi luôn nha anh em. Tạo nhân vật là phi luôn cho anh em là VIP 18 nha. Cái game này chắc cũng phải nói tính ra là không có cái gì để giới thiệu, mà hồi nãy giờ nói cũng khá là nhiều. Nói gì nói, heo vẫn thích chơi cái bản cũ hơn anh em. Bây giờ nó ra nhiều phái quá thiệt, nhức đầu luôn á. Heo chỉ thích chơi cái bản mà từ cái lát nhân vật cái bang á, ra từ cái bang đồ đổ lại đồ á, các bạn đó là thấy chơi ngon. Từ từ nó lên tới cái thứ gì luôn thì khổ gì đâu á. Ok, xong quà ha. Rồi chạy nhiệm vụ nữa thì chúng ta sẽ có quà, nhưng mà đâu mất mẹ nó có duyên. Hồi nãy có cái duyên đây, duyên cường hóa 50. Cái gì à? Bí bảo tàn kiếm cộng 50. Sử dụng có thể cường hóa toàn thân. À, gom đủ đồ cái đó. Chơi vờ cũng khá đông nha anh em. Nên anh em nào có chơi thì nên suy nghĩ ha. Chơi vờ cũng không đến nỗi mà vắng vẻ đâu. Quan trọng đồ luôn, hết mẹ nó rồi. Có câu cá này nọ luôn nè. Đó, có đồ nữa nè. Đó, chạy nhiệm vụ là có đồ hết nha anh em. Có kim nguyên bảo lên nữa này nha. Nhưng mà ai cũng có ngoại trang, tôi méo có ngoại trang là sao? Biết hồi nãy mua cái gói kia có ngân sức, má mua cái gói này 1 triệu chi mà nó không có cái giống gì hết. Đậu xanh, coi lại coi. Má cái gói này ra cái giống gì đâu không thiệt chứ. Tính vật môn phái, hồi nãy mua cái gói này được rồi, gói 500 ngàn là được rồi. Với cái gói 300 này là ngon rồi, mua cái gói này làm gì không biết. Ủa, lệnh bài nó có bán trong shop không ta? Đây,
Cô Minh Vận gì ta, lại học ma nè, đá hồn nè, Nhật Vinh Ký, Nhật Ký rồi bạc, Tùy Tẩy, đá hồn có hết mà tại sao nó lại không có thẻ bài nằm trong này ta? Nó tức à, trên này nè, đậu xanh nó nằm trên này nè anh em. Oh my god. Cẩm nang giang hồ. Đây. Rồi có hết nè, có hết nè. Rồi nó nằm khúc trên này nè. Rồi ok, ngon luôn ha. Rồi, game như vậy thôi. Anh em nào có chơi, có muốn trải nghiệm lại thì cứ việc chơi ha. Link theo để trong phần mô tả. Việc còn lại là chạy nhiệm vụ này nọ để mà lấy đồ thôi ha. Ở đây thì đi kiếm vài món coi. Tiền bạc thì heo không thiếu ha, mua đại đi. Cái này là giới hạn mà anh em mua hết đi ha. Mua hết về để mà ép đồ chứ không gì hết à. Kim Nguyên Bảo có thể đi chain nha anh em. Sao mua nãy giờ chưa hết trời. Nghĩ là chắc méo đủ tiền mua đá đâu ta. Tiền khá là nhiều luôn. Rồi còn 26.000 là tương đương với 26 viên. Nãy giờ mua cũng khá nhiều rồi. Ok, mua vừa đủ luôn. Đủ phòng. Hình vải đái. Giờ nhận gương cống hiến chân khí. À cái gương này hồi nãy mình coi rồi. Ủa mấy gương đá kia đâu? Đây. À, lên đá cao mới được hả? Rồi ok anh em, rồi link em sẽ để dưới phần mô tả. Anh em nào có chơi thì tải về ha. Nãy giờ tào lao mấy lao cũng khá là nhiều rồi. Tóm lại là server này đi hoạt động mình sẽ có hết nha anh em. Không cần kéo xe này nọ luôn. Và đó, có đầy đủ nè. Ủa này boss giả ngoại, sorry anh em. Đây, chiến công, phiêu chiến anh hùng. Rồi tìm kho báu thất lạc. Vụ tình duyên. Trừng ác ma, trừng ác ma có Kim Nguyên Bảo nữa hả? Phó bản tổ đội, phó bản tổ đội có ngân sức nè. Phong lăng độ này nọ nè. Ủa thu hợp phong lăng độ hả? Võ thần điện phải cho Kim Nguyên Bảo vào đây chứ. Bắt sơn tặc. Hưng hội, ok. Vô một cái bang nào đó là làm hưng hội ha. Bang xin đại vô một cái bang nào đó đi. Đó rồi ok ha, vô bang. Kiến trúc này nọ nó có hết trong này rồi. Shop, shop đâu rồi, shop đâu, shop đâu. Xưởng, xưởng phòng cũ. À rồi. Đây, tâm bảo, tinh bảo què gì đây. Rồi người ta mới nhận cái nhiệm vụ kia mà để đi kiếm đồ mà đâu rồi. Chừng ác ma. Ừ. Đây, thư ban hội. Chưa chạy nhiệm vụ kiếm được con ngựa nữa chứ. Cầu cứu. Rồi, vậy đi. Rồi, đi trend thử ha.
Đi ra cắm bãi, chắc cái này cắm bãi 5x quá, phong lăn độ. Ra phong lăn độ cắm chút coi. Lửa khá nhiều anh em ơi, nhưng mà nó đéo cho ấy, hồi sinh cái. Đây. Ok, trộ quá cho lửa luôn anh em. Oh my god. Ngon ngon. Đây một lần nè, đó, Kim Nguyên Bảo đang lên nè, đó. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Thế giới hệ không tổ đội. Ok, ngon lành. Đó, Kim Nguyên Bảo kinh nghiệm lên rất là nhiều luôn nè. Oh my god, lên nè anh em, nhìn ở dưới nè, nhìn cái thanh dưới nè. Đó, lên nè. Oh, được, được nha anh em. Ok, chỉ cần mà mua bình rượu bỏ vô nữa là ngon lành. Rồi, ok. Rồi, link Heo sẽ để dưới phần mô tả. Anh em nào có chơi, tải về chơi ha. Cái này chúng ta chỉ việc là đi trend này nọ thôi. Chứ lại là cái này là có nhân vật mới. Nên là anh em nào có... Đây, đây có con ngựa nè. Đây là... Tuyệt vời, có nhân vật mới. Nên là anh em nào muốn trải nghiệm thì vào ha. Thấy hay thì up cho anh em vậy thôi. Rồi, ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like và share ủng hộ Heo VKT nha anh em, để có thêm động lực và làm thêm nhiều clip nữa nè. Rồi, ok, bye bye.